Do ảnh hưởng của tình trạng xâm nhập mặn thì người trồng cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện đang phải chật vật mua nước ngọt về để giải khát cho cây trồng cũng như sinh hoạt. Trước tình hình đó, nhiều tấm lòng hảo tâm thiện nguyện đã dùng xe bồn chở nước ngọt về nông thôn cấp phát miễn phí cho người dân bị nhiễm mặn trên địa bàn huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Trong cơn khát cực đại, nước ngọt được xem là báu vật quý như vàng trong mùa hạn mặn năm 2020. Thấu hiểu được điều này, nhóm tình nguyện ở Tiền Giang đã tình nguyện vận chuyển nước ngọt về các vùng sâu trên địa bàn huyện Gò Công Đông, cấp phát cho hàng trăm hộ dân. Nước ngọt được cấp tại những điểm tập trung. Các hộ dân huy động can nhựa, các phương tiện có được đến lấy nước trở về, tưới cho cây trồng và phục vụ sinh hoạt. Trong ngày đầu tiên phát nước ngọt tại đây, người dân mang can nhựa, thùng chứa nước, đứng xếp hàng nối dài hơn cả 1 km để chờ nhận nước miễn phí. Nhóm tình nguyện đã nhiệt tình cho từng hộ, từ sáng sớm đến gần 0 giờ khuya, người dân vẫn đến để nhận nước. Bên trung tâm vận tải của Bộ Giao thông 18 Tiền Giang có nhận thông tin từ anh em là hộ đường xa Gò Công và Chợ Gạo cần hỗ trợ nước ngọt để hỗ trợ bà con trong cái hạn hán nước mặn. Thế như là bà con ở Gò Công hiện nay ra là thiếu nước rất nhiều về cái vấn đề nước ngọt cần hỗ trợ. Cho nên là tất cả anh em đang hữu là liên hệ với 18 coi như là hỗ trợ. 18 coi như là hết lòng giúp đỡ bà con miễn phí nước ngọt. Được biết, tất cả chi phí vận chuyển và cấp phát nước cho bà con đều là các nhóm tình nguyện tự đóng góp. Chỉ trong ngày đầu tiên, nhóm đã phát khoảng 62.000 lít nước cho bà con tại các xã trên địa bàn huyện Gò Công Đông. Dự kiến trong những ngày tới, nhóm sẽ tiếp tục đưa nước ngọt đến để phát miễn phí cho bà con trên địa bàn và chung tay với chính quyền địa phương giúp đỡ người dân vùng hạn mặn.